Chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Kênh YouTube của mình hôm nay sẽ là tô màu sản phẩm bọ cạp vàng nha các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm cá hồng nha các bạn ơi. Mình đã tô xong rồi nha. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Nhưng mà bạn mình sẽ tô màu sản phẩm là chém chém này. Và sau quay rồi cái gì đang chảy nhưng tôi sao đẹp được loại cái đó cũng gì à để la vị tây của mình. Như vậy là sản phẩm con chân chém của mình thì đây là kết thúc rồi nha các bạn. Các bạn thấy có đẹp không? Con bọ cạp của mình cũng đã kết thúc rồi các bạn ạ. À, rất chi là tuyệt vời phải không các bạn? Các bạn hãy cho mình like và đăng ký nha. Mình xin chào các bạn. Đây là sản phẩm cá hồng của mình đây. Mình cũng đã tô xong rồi nha. Các bạn thấy hay hãy cho mình like. Mình xin chào tất cả các bạn.